khó khăn chứ đâu như bây giờ. Thế mà Bác Hồ của chúng ta 70 tuổi đã có mặt tại Cô Tô, tại Tuần Châu. Bác đến với dân rất nhiều lần. Khi Bác đến Cô Tô đấy là hoang vắng lắm, chưa đầy 1.000 người, nó một hòn đảo thôi. Còn bây giờ Cô Tô là một huyện đảo chiến lược. Các đồng chí đã đến thăm rồi chứ gì? Đi qua huyện Vân Đồn nhé, có sân bay quốc tế nhé, ra biển là đến Cô Tô. Bây giờ là một huyện đảo chiến lược, mùa du lịch hàng triệu người đến đây. Nhưng mà thời Bác đến chưa đầy 1.000 người. Mà Bác nói giản dị như vậy mà tại sao đồng bào lại không nghe được, không ai nghe được cả. Mới vỡ lẽ ra là hóa ra có phải người Việt đâu, toàn người Trung Quốc. Còn bây giờ thì họ về hết rồi. Thế Bác nói tiếng Hoa ngay, ai cũng hiểu. Và trước tình hình đó, chúng ta đề nghị Bác là Bác cho phép dựng tượng Bác tại Cô Tô. Bác đồng ý ngay lập tức. Ta thấy có lạ không? Bác khiêm tốn có bao giờ Bác cho làm như vậy đâu. Mà tại sao vừa mới đề nghị dựng tượng Bác đồng ý ngay? Không phải vì Bác đâu, mà vì độc lập chủ quyền của quốc gia đấy. Dấu ấn của nguyên thủ quốc gia tại đó thì đấy chính là quốc gia, là độc lập chủ quyền. Bác đồng ý theo nghĩa đó cơ. Chứ còn đời Bác suốt đời khiêm tốn, khiêm tốn đến mức mà tặng huân chương cho Bác từ chối cơ mà. Ta thì có thể có rất nhiều huân chương huy chương, Bác có đâu. Tặng huân chương sao vàng cho Bác bảo Bác chưa xứng đáng để nhận huân chương, hãy hoãn lại. Thế còn riêng cái việc này Bác đồng ý ngay. Còn nếu bây giờ mà các bạn đến Cô Tô đấy, thì ngoài tượng Bác ra ta còn thấy có nhà thờ. Và trong nhà thờ đó có một đôi câu đối rất quan trọng. Chỉ mấy chục chữ thôi mà nó thâu tóm được toàn bộ tư tưởng đạo đức phong cách của Bác. Tôi đọc nguyên văn để chúng ta nghe nhé. Một bên là tận trung với nước, xã tắc sơn hà là thiêng. Một bên là tận hiếu với dân, độc lập tự do là quý. Đôi câu đối đó là kết tinh tất cả tư tưởng đạo đức phong cách của Bác đấy. Bác dạy quân đội và công an chúng ta là trung với nước, hiếu với dân. Bác dạy chúng ta là xã tắc sơn hà là thiêng, xã tắc sơn hà là chủ quyền. Còn độc lập tự do là quý nhất. Bác ra lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước là không có gì quý hơn độc lập tự do cơ mà. 9 chữ vàng của lịch sử đấy. Nếu ta ra Hà Nội vào lăng viếng Bác, ta nhìn thấy ngay trên tường lăng đấy, dòng chữ không có gì quý hơn độc lập tự do. Bác là như vậy. Bác đến Tuần Châu để làm gì? Bác có một thói quen đi chúc Tết đồng bào vào đêm giao thừa hay là ngày mùng 1 Tết. Mà Tuần Châu cũng xa như thế mà Bác cao tuổi Bác đến. Bác đến chúc Tết đồng bào xong thì cano của Bác rời bến. Vừa mới rời bến thì Bác lại nghe một tiếng gọi thất thanh là Bác Hồ đâu? Bác Hồ ở đâu rồi? Mà tại làm sao các ông không cho tôi gặp Bác Hồ? Mà giọng của một người phụ nữ có tuổi. Bác xót xa lắm. Bác nghĩ rằng có cái điều gì nó không bình thường. Bác lập tức ra lệnh cho cano quay lại, cập bến lại để Bác gặp cụ già này đã. Thế thì khi cano cập bến, chúng ta dẫn bà cụ già lên qua cái ván để lên cano đấy. Một người phụ nữ mù lòa, không nhìn rõ cái gì cả, cứ cùa quạng thế này, chạm cả vào túi áo của Bác, sờ lên râu của Bác. Và bỗng nhiên trên mu bàn tay của Bác có mấy giọt nước. Nước mắt của bà cụ già mù lòa nhỏ xuống Bác đấy. Cụ nói là đời tôi được gặp Bác Hồ thật đây ư? Có phải Bác Hồ thật đây không? Bác để cho cụ già đỡ xúc động đã, Bác mới nói: thưa cụ, chính tôi đây. Cụ có được khỏe không? Không ở đâu trên thế giới này có được cái cử chỉ như thế giữa lãnh tụ với người dân đâu. Đấy. Cho nên nói đến Bác
là tạo nên một cái tình thương yêu vô hạn dành cho nhân dân, trong đó có nhà giáo, có học sinh của chúng ta. Các bạn đã từng kỷ niệm thư cuối cùng của Bác gửi cho ngành giáo dục rồi chứ? Năm 1968 đấy, dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt cơ mà. Là như vậy. Mà điều rất là cảm động nữa là trước khi mất 3 tháng, Bác mất vào tháng 9 mà, đúng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thì ngày mùng 1 tháng 6 năm 69 ấy, ngày thiếu nhi quốc tế đấy, Bác còn gửi thư riêng cho thầy và trò một trường tiểu học ở dưới Hải Phòng, ở quận Lê Chân, đó là trường Vĩnh Niệm. Tại sao Bác gửi cho trường Vĩnh Niệm? Bởi vì đấy chính là nơi mà các cháu học sinh Hải Phòng đã đi đón Bác khi tàu biển cập bến trong cái chuyến Bác đi Pháp về Hà Nội. Thì Bác gửi thư cho các cháu, gửi ảnh cho các cháu, cho các thầy cô giáo. Bây giờ không còn là riêng của trường Vĩnh Niệm nữa, nó trở thành tài sản chung của ngành giáo dục. Bác nói là dù khó khăn đến đâu vẫn phải thi đua dạy tốt, học tốt. Và các bạn nên nhớ là năm nay không chỉ có những sự kiện như thế đâu, còn có một sự kiện nữa mà tất cả chúng ta, mỗi một nhà giáo, nhất là cán bộ quản lý này, các thầy, các cô giáo, hiệu trưởng nhé, chủ tịch công đoàn, bí thư chi bộ, bí thư đoàn thanh niên, tổng phụ trách đội vân vân, tất cả mọi người đều phải nhớ. Đó là năm nay tròn 70 năm Bác viết tác phẩm Dân Vận. Nổi tiếng lắm đấy các đồng chí, Dân Vận. Dân Vận tức là vận động quần chúng làm cách mạng. Bác viết trong tác phẩm là không sót một người nào, không phí phạm một tài năng nào. Dân Vận là toàn đảng, toàn dân đều làm dân vận. Nhà nước càng phải làm dân vận. Công chức viên chức nhà nước càng phải làm dân vận. Đấy. Dân vận chính là để cho dân tin và dân yêu. Dân vận chính là cách thức để chữa cái bệnh quan liêu và tham nhũng, một cái bệnh rất nặng ở trong nhà nước mà bây giờ đảng ta đang quyết tâm phải sửa bằng được. Tham nhũng, quét sạch tham nhũng từ nhỏ đến lớn. Bác viết tác phẩm Dân Vận này, Bác đưa ra một kết luận: dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng xong. Chúng ta có cả một cái cuộc vận động là dân vận khéo cơ mà, mấy năm nay. Nhưng xin các bạn nhớ là muốn dân vận khéo thì trước hết phải dân vận đúng đã. Đúng rồi mới khéo được. Đúng là khoa học, mà khéo là nghệ thuật. Ta chỉ nói dân vận khéo không thôi là không đủ đâu, phải đúng đã cơ. Mà đúng đấy tức là phải gần dân, tin dân, tôn trọng dân chủ của dân đấy. Tất cả lợi ích là vì dân hết. Bác còn nói là dân vận phải thật thà, nhúng tay vào việc, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, chủ yếu là hành động. Bác còn khuyên chúng ta là nhiều khi không cần nói, cứ tự làm việc thôi, tự việc làm nó toát lên tư tưởng. Cho nên các đồng chí làm quản lý, các đồng chí có thấy là có những người thì rất là khiêm tốn, làm việc tận tụy tự giác, chỉ làm việc đấy, ít nói lắm, rất kiệm lời. Ngược lại, có người thì làm thì ít nhưng mà nói thì nhiều, tưởng bên dòng ngoài là tốt lắm, hăng hái lắm nhưng thật ra là không có kết quả gì đâu. Bác nói là đánh giá con người phải căn cứ vào việc làm, chứ không ai chỉ tin vào lời nói. Đấy. Bác thấy chúng ta nói nhiều quá mà làm không được bao nhiêu. Bác lại thấy chúng ta nói một đằng làm một nẻo, Bác buồn lắm đấy. Bác gọi chúng ta ra Bác phê bình, Bác nói thế này có hay không? Bác nói đến mức mà không cần phải giải thích, nó đúng như lẽ phải thông thường vậy. Bác bảo tạo hóa cho mỗi người hai con mắt để nhìn, hai cái tai để nghe, hai lỗ mũi để ngửi, nhưng chỉ cho mỗi người một cái miệng để nói thôi, nên các chú nói ít thôi. Đến như vậy cơ mà, không cần phải giải thích, nó đúng như một chuyện đương nhiên vậy. Đấy. Mà tại sao Bác phê bình hầu hết là Bác phê bình nam giới nhé, các chú. Còn các cô cũng có khi có khuyết điểm, nhưng mà nói chung là Bác phê bình chủ yếu là các chú là thế đấy. Thế còn cái chuyện mà
không điệp không lời, rồi là diễn văn không lời, hay bác người ta gọi bác là nhà tư tưởng triết học vô ngôn, tức là không cần lời, vì bác rất kiệm lời. Bác dặn là nói ngắn, viết ngắn, chỉ nói và viết khi cần thiết, còn chủ yếu là làm việc. Thế thì có một cái câu chuyện cụ thể như thế này nhé. Bác muốn chống bằng được cái bệnh tham nhũng ở trong nhà nước ấy. Bác là chủ tịch nước mà, bác dằn vặt về cái chuyện tham nhũng này lắm, quan liêu này lắm. Bác bảo ông Vũ Kỳ, ông Vũ Kỳ là thư ký của bác. Ông Vũ Kỳ là một trong 8 thư ký. Nhưng ông Vũ Kỳ là thư ký đặc biệt vì là người được bác giao cho giữ di chúc. Ông Vũ Kỳ là người mà ở với bác liên tục cả cuộc đời, từ ngày ở Bắc Bó Tân Trào cho đến khi bác mất. Bác mất rồi, tổ chức tang lễ bác xong thì Trung ương mới bổ nhiệm Vũ Kỳ làm giám đốc bảo tàng Hồ Chí Minh. Chứ còn trước đó là không hề giữ chức vụ gì cả, chỉ là thư ký của bác thôi. Bác bảo là chú giữ tiền của bác, bây giờ về lấy túi tiền bác gửi chú ra đây. Tại sao lại giữ tiền của bác? Là thư ký của bác mà, đi lĩnh lương cho bác. Bác dặn là chi tiêu hết cho bác nhé, thanh toán sòng phẳng, không sót một cái gì. Mua thêm một cái chổi phát trần quét bụi, bác bảo thanh toán. Liêm khiết là thế. Thế thanh toán hết cho bác xong còn thừa đưa bác, bác có cầm đâu. Bác bảo bác giữ tiền mà làm gì, chú cầm cho bác. May cho bác cái túi vải đựng vào đấy, cần gì bác sẽ nói. Bác cho hết mà, cho đến mức mà cuối đời lúc ra đi chỉ còn có mấy đồng bạc, mới 1.000 từ trong di chúc để lại này. Thế bây giờ bác dặn là về lấy túi tiền của bác ra đây. Ông Vũ Kỳ không hiểu, bảo bác cần gì để cháu đi mua. Bảo không, bác có mua gì đâu, cứ về lấy cho bác. Về lấy cho bác bảo đếm cho bác xem được bao nhiêu tiền. Thì đếm được đúng 26.000 bạc. 26.000 đó là to lắm đấy, mua được bao nhiêu lạng vàng đấy. Bác bảo chú dùng số tiền này đi mua bằng hết nước ngọt cho bác, để gửi ra ngay cho các chú bộ đội trực chiến phòng không. Ngày xưa là trực chiến pháo cao xạ trên các cái nóc nhà cao tầng. Bác đi thăm, bác đội cái mũ sắt của bộ đội vào mà nó nóng như một cái chảo lửa, mà nhìn xung quanh không có một cái chai nước ngọt nào, bác xót xa lắm. Bác bảo mua hết cho bác, gửi cho các chú bộ đội ở Hà Nội. Hà Nội là trái tim của Tổ quốc mà, bảo vệ trước Hà Nội đó. Và cho các tỉnh khác nữa. Còn nếu gửi về các địa phương mà vẫn không đủ thì nói với anh em, với nhân dân góp thêm vào để mua nước ngọt cho bộ đội. Bác chỉ có bấy nhiêu thôi, cho hết mà. Rồi bác sẽ gửi, có ý kiến để góp ý với Bộ Quốc phòng sau về vấn đề chính sách với bộ đội này. Đấy. Thế lại một lần khác, bác lại dặn ông Vũ Kỳ là mang túi tiền tiết kiệm của bác ra đây. Ông Vũ Kỳ có bảo thế bác cần gì để cháu đi mua, bảo không, cứ về lấy ra đây. Về lấy ra, bác bảo thế này nhé, chú dùng số tiền này của bác đấy đi mua thật nhiều bút máy cho bác. Ông Vũ Kỳ rất là hồn nhiên bảo mua 1-2 cái, bác mua gì mua lắm thế. Bảo không, mua bằng hết. Nhưng mà để cho nó đỡ lãng phí thì chú sang văn phòng trung ương đấy, hỏi xem triệu tập hội nghị bao nhiêu người, mua đủ bấy nhiêu bút cho bác. Bác muốn tặng mỗi cô mỗi chú một cái bút để làm việc khi khai mạc hội nghị. Hội nghị này là bác chủ trì, bàn về vấn đề cải cách bộ máy nhà nước như bây giờ chúng ta đang làm đây này, mà Quảng Ninh là tỉnh đi đầu trong cải cách bộ máy, được Trung ương rất là tín nhiệm, như chúng ta đã thực hiện. Đấy. Bác còn dặn là mua đủ chứ đừng có lãng phí, nhưng đừng thiếu, nó khó xử. Bao nhiêu người đến họp mua đủ bấy nhiêu bút. Bác dặn là chú cho tất cả bút vào một cái hộp cắt tông, mở nắp ra để trên bàn cho bác. Bác đến sớm chủ trì hội nghị. Người ta gọi bác là nhà bố trí kịch bản rất giỏi, bố trí thế nào nó xảy ra như thế. Thế là quả nhiên tất cả cán bộ vào họp, toàn cán bộ cao cấp chứ, từ trung ương này, bộ trưởng, thứ trưởng này, chủ tịch các tỉnh về họp đông lắm. Ai vào thấy bác cũng chào.
Ai nhìn trên bàn thấy bút cũng hỏi, mà hỏi sao giống nhau vậy? Các vị hỏi rất giống nhau. Thưa bác, ai biếu bác mà bác lắm bút thế? Thế là vào đúng kịch bản của bác rồi. Bác cười, bác bảo làm gì có ai biếu bác. Bác mua bằng tiền lương đấy các chú ạ. Chú Vũ Kỳ đi mua cho bác đấy. Tí nữa đông đủ, bác tặng mỗi cô mỗi chú một cái bút để mà làm việc. Hay là ai cũng mừng bác cho quà, bác ân cần đưa bút cho từng người một. Các vị nhà mình ngồi cạnh nhau ngắm nghía bút một hồi, xong mới lật bút ra xem, thì có ngờ đâu nó đập ngay vào mắt một cái dòng chữ. Bác đã bí mật dặn ông Vũ Kỳ khắc trên bút. Ngày xưa có cái chuyện là khắc bút trên, khắc tên trên bút máy các đồng chí. Đấy, một thời như thế. Cái dòng chữ này có ý nghĩa lắm. Bút chống quan liêu tham nhũng. Mà bác cứ im lặng như không, vui vẻ tươi cười, không biết chuyện gì, coi như không biết. Các vị nhà mình toàn trình độ cao, cao cấp cả, ai cũng đọc cái câu này mà cũng đều im lặng hết, không ai nói với nhau câu nào. Hai im lặng này rất khác nhau. Đấy. Các thầy các cô dạy văn ấy, phải rất chú trọng bình văn nhé, bình tác phẩm. Ngày trước nó có cái môn là bình giảng văn học, bây giờ ta ít coi trọng cái này quá. Đấy. Ta nhớ không? Bác nói thế này nhỉ? Bút chống quan liêu tham nhũng, tức là ý bác là thế này, là các vị hãy cẩn thận. Các vị hãy cẩn thận, tôi biết hết. Hãy biết dừng lại trước khi quá muộn. Cái im lặng của bác nó toát lên cái thông điệp đó. Còn im lặng của chúng ta là một sự dằn vặt ở trong lòng. Có hay không? Có thì phải chữa ngay. Mà chưa có phải phòng ngừa như thế nào? Đấy, bác giáo dục như thế đó, thì mới nên người được. Hay là có một lần mà bác đến dự hội nghị cấp cao, toàn cán bộ cao cấp cả, hỗ trợ tinh thần cho đại tướng Võ Nguyên Giáp ra Điện Biên Phủ. Bác bảo là mỗi chú hãy viết cho bác một bản kiểm điểm, bác gọi là kiểm thảo. Ai có lỗi gì phải khai ra hết, không được giấu bác. Bác chờ đợi xem các chú dũng cảm và trung thực như thế nào. Mà bác nghiêm như thế, bác là mẫu mực như vậy, chứ có ai dám giấu bác đâu. Lỗi to lỗi nhỏ khai ra hết. Bác đọc không sót một bản nào của các vị đó, rồi lên hội trường tổng kết như thế này. Bác nói một câu rất nghiêm. Trước hết bác khen các chú dũng cảm trung thực, biết nhận lỗi trước bác, thế là tốt. Nhưng bây giờ bác đề nghị các chú phải ra sức sửa chữa ngay đi, kiên quyết sửa chữa lỗi mình đi, không thì nguy mất. Trong kháng chiến mà đã thế rồi nhé. Trong kháng chiến chống Pháp, bác phải tử hình hai con người. Một là ông đại tá Trần Dụ Châu tham nhũng trong quân đội, tử hình. Một ông thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, ngày trước gọi là Bộ Canh Nông, tử hình. Ông thứ trưởng này thì không mắc tội tham nhũng, như ông ấy mắc tội đạo đức. Ông ấy có tình ý riêng mà ai lại đi giết vợ. Chuyện nó vỡ lở ra, tòa án xử tử hình, bác y án ngay, không cho chống án, không cho ân xa. Bác còn chỉ thị là thi hành bản án ngay, không chậm trễ. Trần Dụ Châu là bị tử hình ngay trên đất Thái Nguyên đấy các đồng chí. Đau đớn thế cơ mà. Đại tá ngày xưa là cao cấp lắm đấy. Này, rất ít chứ không nhiều như bây giờ đâu mà mắc tội như thế. Bác bảo thế này nhé, phải giết đi một vài con sâu để cứu cả cánh rừng thì là việc phải làm, đau đớn mấy cũng phải làm. Nào các thầy các cô dạy lịch sử, dạy giáo dục công dân, hãy đọc lại tác phẩm của bác ấy. Bác viết từ năm 46 cơ. Tác phẩm Quốc Lệnh. Quốc lệnh tức là lệnh của quốc gia, của nguyên thủ quốc gia. 10 điều thưởng rất lớn cho người có công, 10 điều phạt rất nặng cho những kẻ có tội việt gian phản quốc, tham ô lãng phí, hại dân hại nước. Từ điều thứ nhất đến điều thứ 10 trong cái mục phạt ấy, bác ghi tử hình hết. Một người bao dung như trời biển, nhưng mà khi nghiêm khắc thì không có run tay. Phải như thế mới lãnh đạo, mới quản lý thành công được. Đảng ta bây giờ rất cần cái phong cách đó.
Thế chúng ta phải giúp cho Đảng trong sạch vững mạnh bằng cách làm thật tốt công tác Đảng trong từng nhà trường, và trường nào bây giờ chả có chi bộ Đảng. Ta phải nhớ cái chuyện đó, nhất là đảng viên. Đặc biệt nữa này, trong cuộc đời của bác, thế thì bác có một lần yêu cầu chúng ta kiểm điểm như thế nhé. Khi bác nói là phải sửa ngay đi, không thì nguy mất. Thế là cả cái hội trường lắng xuống, xúc động. Thương bác vì chúng người ta mà làm cho bác đau khổ, phải dằn vặt suy nghĩ. Mà hôm ấy lại là hôm bế mạc hội nghị, mà trong chiến tranh thì có khi nay còn gặp nhau, ngày mai đã chết rồi. Mũi tên hòn đạn nó có chừa ai đâu. Các vị nhà mình mới rủ nhau xuống suối tắm, tắm cho nó hạ hỏa đi, rồi chia tay nhau. Chưa kịp tắm bác đã xuất hiện rồi. Bác đi từ một nẻo đường mòn đến, một vị tướng trẻ mới chạy lên để hướng dẫn bác đi đường khác. Chỗ này chúng cháu đang chuẩn bị tắm, cái dòng suối mà. Bác bảo thế nào? Bác biết là các chú tắm ở đây thì bác mới xuống chứ. Bác muốn xuống tắm cùng các chú cho vui, rồi tiện thể bác tiễn các chú về luôn. Lúc làm việc thì rất nghiêm, mà bây giờ thì rất thân tình như vậy, ai cũng xúc động. Chính cái vị tướng trẻ đó đấy mới đến gần chỗ suối của bác tắm, kỳ lưng cho bác. Tắm chung mà kỳ lưng cho bác, nói một câu rất là chân thành cảm động: bác ơi, bác gầy quá. Bác lại không trả lời gầy hay béo, bác hỏi thẳng thừng luôn: chú tham ô mấy vạn? Vừa mới kiểm điểm xong mà, đúng không? Chú tham ô mấy vạn? Cái ông tướng này lại rất hồn nhiên ghé tai vào bác nói nhỏ: thưa bác, 4 vạn. 4 vạn tức là 40.000. Ngày xưa tiền tài chính nó toàn tiền vạn như thế cả, sau đổi xuống tiền ngân hàng nó còn có 4.000 đồng đấy mà. Nhưng mà cái ông tướng này là bị oan đây này. Ông ấy tốt lắm, cũng bị oan thôi. Ông ấy nhận lỗi ấy bởi vì ông là thủ trưởng, là chỉ huy. Ông ấy nhận trách nhiệm thôi, chứ ông có lấy xu nào đâu. Ông ấy bảo bác là: bác bảo khai thì cháu khai thôi. Tính ra tiền nó là như vậy, tức là đồ hiện vật đấy mà. Tiêu chuẩn cấp tướng, cấp tá, được phát chăn màn, quần áo, giày dép, những cái gì thì tính ra tiền nó là 4 vạn. Chứ cháu có lấy xu nào đâu. Cháu thề với bác cháu không dính một xu nào cả. Nhưng mà lỗi cháu nhận, vì cháu là thủ trưởng. Bác nhìn xong bác nói một câu hay lắm: nhà giáo chúng ta phải có được cái phẩm chất tinh tế của bác. Bác bảo nhìn vào mắt chú bác biết, bác biết chú là người tử tế. Con mắt nó là cửa sổ tâm hồn mà, ngay gian nó lộ ra ngay mà. Chú là người tử tế, nhưng chú phải nói rõ đầu đuôi câu chuyện vì sao như vậy thì bác mới biết được. Thế là ông bắt đầu kể cho bác nghe. Kể ra thì đúng là nó không có cái chuyện gì. Có cái gì đâu, quân nhu tức là cán bộ cung cấp ấy, họ đi phát đồ cho các tướng lĩnh theo tiêu chuẩn, nhưng mà nó luộm thuộm, không có sổ sách, nó không ghi chép, nó tưởng nó phát rồi, nó tưởng chưa phát, nó lại phát nữa, thì cháu cũng cầm. Cái lỗi có thế nhé, cháu cầm nhưng cháu không lấy, cháu cho chiến sĩ cấp dưới vì nó khổ quá. Đấy. Thế là người rất có tấm lòng nhân hậu chứ. Nhưng mà lỗi ở là cái chỗ này là chỉ huy mà lại không trung thực, nhận rồi mà còn nhận nữa là một. Hai là lãnh đạo mà xuê xoa cho qua cấp dưới, làm ăn có khuyết điểm mà không chấn chỉnh thì mất hết của nhà nước còn gì nữa. Lỗi có thế thôi. Thế bác nghe xong bác cười. Bác bảo thế thì bác hiểu rồi. Chú kể cho bác thế là bác hiểu rồi. Bây giờ bác mới bình luận nhé. Chú cho chiến sĩ của chú mà lòng dạ chú ngay thẳng hồn nhiên, không nghĩ ngợi gì, thì bác khen chú là có lòng nhân ái. Còn nếu chú nghĩ bụng, mà nghĩ bụng thì một mình chú biết thôi, bác cũng chịu. Chú nghĩ bụng là cho mày cái này hôm nay, ngày mai ngày kia có điều kiện mày biếu tao cái khác to hơn thì không tốt đâu. Đấy. Cán bộ cao cấp mà bác còn dạy đến như thế cơ mà, mới nên người được chứ các đồng chí. Đấy. Thế là tất cả tướng lĩnh dưới dòng suối cứ đổ xô về phía bác. Bác đợi cho tất cả mọi ánh mắt nhìn về bác rồi, bây giờ bác mới trả lời câu hỏi gầy hay béo. Bác bảo chú này 4 vạn, chú kia 4 vạn, thì bác béo làm sao được. Tức là phải lo nghĩ chứ, đúng không? Đấy, khổ thế đấy. Câu nào của bác cũng mang ý nghĩa giáo dục. Cho nên năm nay
nói chuyện về dân vận 70 năm ấy, chỉ chính là học bác từ cái ứng xử đó. Đấy là dân vận cả đấy chị. Bác không chỉ nói dân vận, bác còn thực hành dân vận rất là mẫu mực. Cái thời ở Việt Bắc, ở Định Hóa Thái Nguyên ấy, cơ quan đầu não của Trung ương và của bác phải chuyển chỗ ở 200 lần. Trong 9 năm mà chuyển 200 lần địa điểm có khổ cho bác không? Mà toàn trong rừng, trong núi, trong hang đá cả. Chứ làm gì có điều kiện như bây giờ, vất vả lắm. Mỗi ngày bác đi bộ 50 cây số đường rừng là chuyện bình thường. Chuyện này tưởng như không có thật, là huyền thoại, mà hóa ra thật sự. Đấy. Thủ tướng Phạm Văn Đồng kể là cả cuộc đời bác đi bộ đấy thì chiều dài bằng cả chiều dài đất nước này. Đấy. Một huyền thoại của lịch sử đấy. Thế thì bác còn làm thơ để nói về vấn đề dân vận nhé. Trên có núi, dưới có sông. Bác đích thân chọn địa điểm cơ mà. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trên có núi, dưới có sông. Có đất ta trồng, tức là để tăng gia sản xuất đấy. Có bãi ta chơi, là để tập thể thao, đánh bóng rổ, bóng chuyền. Bác tập thể thao, bác tập võ thái cực quyền. Gầy lắm nhé. Gần đường sang bộ tổng. Bộ tổng là bộ tổng tham mưu, cơ quan của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tiện lối tới Trung ương. Trung ương là sang văn phòng Trung ương Đảng của đồng chí Trường Chinh. Nhà kín mái, thoáng mát, gần dân, không gần đường. Câu cuối cùng ấy, gần dân, không gần đường, là cả một triết lý của bác ấy. Gần dân để dân bảo vệ, dân che chở. Đấy. Còn không gần đường là để tránh kẻ địch nó lùng sục, nó bắt bớ. Nó định nhảy dù lên Việt Bắc, bắt sống toàn bộ cơ quan đầu não của ta. Nên phải chuyển 200 lần là thế. Thế thì có một hôm, bác mới dặn cảnh vệ là sáng mai tinh mơ ta chuyển sớm các chú nhé. Làm việc khẩn khẩn trương. Thế chiều tối hôm trước, vẫn thấy bác tưới rau. Ta hồn nhiên quá, ta hỏi bác là thế không chuyển nữa à bác? Bác bảo vẫn chuyển bình thường, ngày mai tinh mơ lên đường mà. Ta lại hỏng hỏi bác là thế tại sao bác vẫn tưới rau? Bác bảo mình không ăn thì để dân ăn, có đi đâu mà thiệt. Và quan trọng là để tạo ra cái bình thường không có gì thay đổi cả, để che mắt kẻ địch. Kẻ gian, kẻ Việt gian còn nhiều lắm, nó trà trộn xung quanh, bất cứ một cái động tĩnh gì mà thay đổi nó biết ngay. Cho nên cứ làm như không có chuyện gì xảy ra để nghi binh. Bác là thế, bí mật là phong cách của bác. Thế có một hôm bác đang ngồi đánh máy tài liệu trên cái tảng đá. Làm gì có bàn ghế sang trọng như bây giờ. Cái tảng đá là bàn viết của bác. Bác còn làm thơ cơ mà. Bàn đá trông tranh dịch sử đảng, cuộc đời cách mạng thực là sang. Thế chúng ta được tin hỏa tốc báo khẩn cấp cho bác nhé. Phải chuyển ngay lập tức vì địch nó đang lục sục tại đây. Thế là đồng chí Vũ Kỳ chuẩn bị ba lô túi rét cho bác lên đường. Đến nơi bác không đi, bác vẫn ngồi đánh máy. Bảo bác không chuyển là bác. Bác bảo vẫn chuyển, nhưng nếu chuyển ngay bây giờ thì lộ mất. Có khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Cho nên phải nghi binh. Các chú đi trước, chia thành từng nhóm nhỏ đi thật nhanh đi hết. Bác ở đây bác nghi binh cho, chiều tối đưa bác đi. Thế chiều tối đến đưa bác đi thì trời đổ mưa tầm mưa tạ. Trời tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Liên lạc mãi chưa thấy đến đón. Bác bảo ông Vũ Kỳ là chú chịu khó vào trong bản. Bản tức là cái làng của người thiểu số đấy. Nói khó với chủ nhà, cho đoàn vào ngủ nhờ một đêm, mai ta tính tiếp. Ông Vũ Kỳ vào nhà dân tìm mãi mới được một cái ngôi nhà. Lại chẳng may tìm đúng cái nhà người ta đang có người ốm. Mà người thiểu số người ta có chữa thuốc, chữa thang đâu. Toàn thầy mo, thầy cúng thôi. Thế là nói thế thì người ta từ chối ngay. Một là người ta rất lạ, không biết ông này ở đâu. Hai nữa tức là nhà đang có người ốm, chưa tìm được thầy cúng cho con, lại bị một ông ám ảnh cho cả đoàn vào ngủ nhờ, người ta từ chối ngay. Hay là không được, ra báo cáo bác là không được bác ạ. Họ không cho ở, nhà người ta đang có người ốm. Bác bảo thế nào? Bác bảo chú quay lại ngay chỗ đó. Quay lại ngay, chú gặp chủ nhà nói trực tiếp nhé. Bảo cứ cho đoàn vào ngủ một đêm thôi. Trong đoàn có thầy cúng rất giỏi, thế nào cũng chữa được cho cháu bé.
thầy cúng là bác đấy các đồng chí. Bác khai nghề nghiệp, bác khai cả nghề thầy cúng đấy các đồng chí. Mà bác là cộng sản hiện đại mà như thế đấy nhé. Nếu đồng chí nào làm công tác tổ chức cán bộ này mà đọc tờ khai lý lịch của bác ấy, thì chẳng thấy có thông tin gì. Bác giỏi thế đấy, không có thông tin gì cả, nhưng đọc lên ai cũng biết là bác. Cái thời kỳ hoạt động ở Liên Xô đấy, bác là lãnh tụ. Bác đi dự Đại hội Quốc tế Cộng sản, người ta phát cho bác một cái tờ khai bằng tiếng Nga, chỉ cần điền vào là xong thôi. Bác khai rất là hồn nhiên, họ và tên bác ghi là Lin. Lin là tên bác thời ở Liên Xô, thế là xong rồi. Mà bác viết tiếng Nga, nói tiếng Nga rất giỏi, rất đẹp cả. Ai cũng phục bác. Dòng thứ hai này, ngày tháng năm sinh. Chỗ này là chuyện lạ lắm đấy này. Ngày tháng năm sinh, ngày bác để trống không khai, tháng để trống không khai, năm sinh bác khai mỗi lúc một khác. Hoạt động bí mật nó phải thế. Thế đến cái mục nghề nghiệp, bác khai là làm thuê, có thế thôi. Bác làm đủ mọi nghề, bác ghi một câu làm thuê là xong. Nào là bồi bàn khách sạn, nào là đốt lò rửa chảo thái rau, nào là trồng hoa, chụp ảnh tráng phim, làm đủ mọi nghề. Có khi phải làm cả nghề khâu vá thuê này, để sống ở Trung Quốc. Thế bác khai một chữ làm thuê là đủ. Thế hỏi bác là, thế bác làm nhiều nghề như vậy thì nghề nào bác thích nhất? Bác bảo bác có ba nghề thích nhất. Một là nghề khuân vác, ở bến cảng Nhà Rồng là khuân vác. Nghề thứ hai là nghề dạy học. Đấy, bác là thầy giáo đồng nghiệp vĩ đại của chúng ta này, dạy học, dạy ở trường Dục Thanh Phan Thiết ấy, rồi mới đi làm cách mạng đấy chứ. Nhưng mà rất lạ, bác xin vào dạy ở trường Dục Thanh Phan Thiết mà trường ông hiệu trưởng chỉ phân công cho bác dạy mỗi môn thể dục đấy các bác. Nên là đồng chí nào là dạy thể dục này, là đồng nghiệp trực tiếp của bác đấy, đúng không? Bác dạy thể dục cơ mà. Mà tại sao sau này bác nói về giáo dục hay như vậy, mỗi cấp chỉ một câu thôi mà nó sáng láng như là tuyên ngôn, như cương lĩnh vậy, không cần nhiều lời, hàng ngàn hàng vạn trang như bộ giáo dục bây giờ đâu. Đấy, ta xem bác là như thế đấy. Đấy là nghề dạy học nhé. Rồi sau đó bác rất có uy tín, bác mới dạy lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, chủ yếu là dạy về yêu nước, cũng là phương tiện để truyền tải lòng yêu nước thôi. Bác bảo bác còn nghề thứ ba nữa mà bác rất thích, đó là nghề thầy cúng. Ở Thái Lan, bác lấy tên là Thầu Chín, bác đi khất thực, bác ngủ trong nhà chùa như một Phật tử. Ở Việt Bắc, bác là ông ké già thô, bác vẽ cả tượng Phật trên vách núi cho dân thờ cơ mà. Thì bác khai thầy cúng là đúng. Bác về đến Bắc Bó Cao Bằng, sau 30 năm đi vòng quanh thế giới, bác vào trong bản, bác đưa tất cả các cháu nhỏ ra tắm rửa gội đầu cho nó bẩn quá, ghẻ lở chốc đầu, bác bôi cả phẩm xanh phẩm đỏ lên trên đầu cho nó. Thì bây giờ cái cháu bé có người ốm, bác biết ngay là bẩn quá mà ốm, bác chữa được. Nếu bác bảo bác là thầy cúng rất giỏi là thế đấy. Thế là quả nhiên cái ông chủ nhà này thay đổi ngay, cho ở ngay lập tức, vì có thầy cúng đến mà mừng quá. Vào đến nơi bác làm dân vận ngay lập tức. Bác bảo các chú quét dọn nhà cửa sân vườn cho nó sạch sẽ, bẩn quá. Phải gây thiện cảm với dân đã. Dân vận thì quan trọng nhất là để cho dân tin và dân yêu. Thì quét dọn cho nhà người ta mến mình. Bác bảo là đun cho bác một ấm nước nóng để bác tắm rửa cho cháu bé. Sau đó bác rất nhanh trí, bác rút trong ba lô túi rét ra một quả chuối. Bác bóc vỏ kết hoa rất khéo, bác dỗ dành cháu bé. Và bác nhanh trí nhét luôn một cái viên thuốc vào trong ruột quả chuối, thuốc để giúp giảm sốt. Thế sau đó rồi bác mới bế cháu bé ra giữa nhà, nơi có bàn thờ. Bác lạy, bác cúng như một thầy mo thực sự, mà toàn nói tiếng Tây, tiếng Nùng cả. Thế mới sợ không? Không hiểu bác học từ bao giờ. Ông chủ nhà phục bác sát đất, bảo đây mới là thầy cúng giỏi nhất bản ta đấy, vì cứu được cháu bé. Ta học bác về dân vận như thế các đồng chí. Phải làm bằng thiết thực, cho dân tin và dân yêu. Mà sâu xa ra đấy, đó là lòng chân thành đấy. Nhà giáo chúng ta hãy nhớ lời của bác này. Bác nói là chân thành là tốt nhất, không gì bằng sự thành thật. Thành thật là con đường ngắn nhất để từ trái tim đến với trái tim. Bác là một kiểu mẫu.
bác còn dặn cán bộ là gương mẫu là cách lãnh đạo tốt nhất. Dân họ chỉ thích cán bộ gương mẫu thôi, thì họ thấy gương mẫu là một tấm gương cho họ theo. Bác là như vậy. Thì câu chuyện dân vận, ta lưu ý cái chi tiết đó. Đồng chí nào mà đã có dịp về Thái Bình thì biết, Thái Bình là tỉnh thuần nông, mà đây là nơi có nhiều liệt sĩ nhất, nhiều mẹ Việt Nam anh hùng nhất trong cả hai cuộc chống Pháp chống Mỹ. Bác về tới 5 lần. Lần cuối cùng bác về, bác căn dặn lãnh đạo tỉnh từng ly từng tí một. Sau đó bác về, ông bí thư tỉnh ủy lại mang quà để biếu bác. Gọi là quà thôi, chứ tỉnh thì nghèo có cái gì đâu, có mấy cân gạo, gạo tẻ, gạo nếp biếu bác để nói về đặc sản của quê hương. Bác khen gạo này ngon lắm. Bác lấy tiền giả, bác giả đúng giá mấy cân gạo thời bao cấp ấy cơ. Ông bí thư tỉnh ủy không hiểu ý bác, ngăn tay bác lại, bảo chết, sao bác lại giả tiền. Bác đừng làm thế, quà của tỉnh ủy biếu bác có đáng là bao, bác nhận cho anh em vui thôi. Thì nếu các đồng chí nói, ta cũng nói như thế chứ gì nữa. Rất là lưu loát, đúng đắn, có gì sai đâu. Đến khi nghe bác nói lại mới giật mình. Bác bảo các chú ở tỉnh ủy mà cũng làm được gạo à? Bác tưởng suốt đời bác và các chú chỉ ăn gạo của dân thôi chứ. Bác trả tiền cho dân chứ đâu trả cho các chú. Các chú không nhận cho bác, cứ bảo bác mang gạo về thì có khác gì là bác tham ô. Câu nào cũng mang ý nghĩa giáo dục đạo đức cả. Hay là bác đến thăm một đại hội khởi kháng chiến ấy, thế là bác chọn đơn vị an ninh để thăm, đơn vị hậu cần để thăm, vì bác biết đây là đơn vị vất vả nhất, phải chú trọng an toàn tuyệt đối cho đại hội, cho nên an ninh rất quan trọng. Nhưng mà chiến sĩ trẻ quá, có biết bác là ai đâu, mà bác lại giản dị như một ông già nông dân, chẳng ai biết bác là ai cả. Cứ ngăn bác lại hỏi giấy hỏi má bác. Bác bảo là bác đây mà. Bảo bác cũng phải có giấy, không cho bác vào cái làm gì. Thế là chỉ huy ra mới nói nhỏ đấy là bác Hồ, để bác vào thăm. Bác nghe được bác ngăn ngay. Bác bảo là chiến sĩ của chú không có lỗi, lỗi là chú. Vì chú là chỉ huy mà không báo cho chiến sĩ là bác đến, làm sao họ biết bác là ai. Bác sẽ thưởng cho chú chiến sĩ này một điếu thuốc lá, còn chú bác sẽ phạt sau. Sau này bác ghi rõ là chỉ huy và chiến sĩ mắc lỗi như nhau thì chỉ huy phải phạt nặng gấp 3 lần. Đảng viên và người ngoài đảng mắc lỗi như nhau thì đảng viên phải phạt nặng gấp 3 lần. Phải quang minh chính đại như thế thì dân người ta mới tin được và chúng ta mới tốt lên được. Đấy, bác ta xem, bác ứng xử như thế đấy. Thế rồi bác mới sang cái tổ cấp dưỡng. Nhân viên văn phòng đi phục vụ đại hội đã xúc động rồi, bây giờ lại được gặp bác mừng quá, cứ đứng ngây ra ngắm bác. Bác muốn cho nó tự nhiên, bác bảo chú đi lấy cho bác cốc nước. Thế mà nghe không rõ hay là nghĩ thế nào mà cứ nhìn bác ấy. Nhìn bác chán rồi mới đâu cho tay vào túi quần lấy cái bật lửa. Bởi vì cứ nghĩ đến bác là bác hút thuốc lá mà. Hay là cháu phục vụ bác, cháu bật lửa cho bác. Bác cũng cúi xuống châm một điếu thuốc hút. Rồi bác mới nói cả, bác coi bác là dân, nhân viên văn phòng kia bác coi là cán bộ. Bác bảo là dân xin nước mà cán bộ lại cho lửa mới vui chứ. Đấy là bác nói đùa, trong không khí đó là nói đùa. Nhưng bây giờ thì không đùa được. Tình hình như thế này bây giờ nếu xảy ra thì mất hết. Chứ tại sao đảng ta lo đến thế? Bằng mọi cách để phục hồi được niềm tin của dân, chứ không thì mất hết đấy. Đấy là điều phải rút ra từ mỗi câu của bác. Trong câu chuyện dân vận của bác còn có cái chuyện này mới cảm động. Các đồng chí nào có quê ở Hưng Yên không nhỉ? Hay là có người quen ở Hưng Yên thì biết Hưng Yên rất lạ. Quê bác ở Nam Đàn bác chỉ về có 2 lần, mà Hưng Yên bác về tới 10 lần tất cả. Hóa ra chính Hưng Yên mới là quê ngoại của bác. Còn cái làng Hoàng Trù ở Nghệ An ấy chỉ là quê ngoại, với nghĩa là mẹ bác sinh bác ở đó. Mà bác của chúng ta là đẻ rơi ở ngay cái mảnh vườn Hoàng Trù, tên nôm là làng Chùa. Mẹ bác là tham công tiếc việc,
đến ngày sinh nở vẫn có ngoài đồng ruộng. Đau đẻ chạy về có kịp đâu, đẻ rơi bác ngay ở mảnh vườn hoàng trù. Bà ngoại đỡ đẻ cho con gái, tức là mẹ bác, mà không có một giọt sữa nào. Toàn chôn rau cắt rốn cho bác xong, mớm cơm mớm cháo nuôi bác này. Cho nên bà ngoại thương bác lắm. Mà khi bà ngoại mất rồi thì bác lại không biết, bác đang hoạt động ở nước ngoài. Thế thì bác về Hưng Yên 10 lần, bởi vì bác chịu ảnh hưởng rất sâu sắc từ ông ngoại, bà ngoại là cụ Hoàng Xuân Đường nhé, cụ Nguyễn Thị Kép nhé. Mẹ bác là bà Hoàng Thị Loan. Bác có một người dì ruột, tức là em gái của mẹ, là bà Hoàng Thị An, rất là thương bác. Nên bác về Hưng Yên 10 lần là tỏ tình cảm với quê ngoại. Nhưng đồng thời bác thương dân. Hưng Yên nghèo khổ lắm, nó gọi là chiêm khê mùa thối mà, hạn hán lũ lụt quanh năm. Bác về tát nước chống hạn với dân làng, đưa Hưng Yên thành tỉnh giàu có sau này đấy. Thế trong những lần về Hưng Yên, thế thì có một lần mà bí thư tỉnh ủy mời bác ở lại ăn cơm. Bác vui vẻ nhận lời, không khách sáo gì cả. Các chú mời bác thì bác cảm ơn, bác ăn cơm với các chú, ai cũng mừng nhỉ. Nhưng mà đến giờ ăn thì thư ký lại đặt trên bàn cho bác một cái túi vải nâu, mở ra lấy thức ăn đã chuẩn bị cho bác từ Hà Nội. Ta xem bữa cơm của bác gồm có cái gì nào. Một nắm cơm nhỏ đã nguội, một khúc cá kho là món bác rất thích, mấy cái quả cà xứ Nghệ và một chai nước uống cho bác. Vĩ nhân mà ăn uống có thế thôi đấy. Ai cũng ái ngại. Bí thư tỉnh ủy đứng lên thưa là bác để chúng cháu ăn cơm nắm cho bác. Bác bảo thế thì ăn chung, lấy dao cắt nhỏ ra bác cháu cùng ăn cho nó vui. Mỗi người được một mẩu cơm nắm của bác đấy này. Ăn xong thì xới cơm cho bác và cho tất cả lãnh đạo tỉnh tiếp bác. Thì như một thông lệ, ta xới một bát cơm nhỏ lưng bát mời bác. Bác cười, bác đỡ bát cơm bác cười, bác nói ngay: chú xới vơi như thế này thì chú làm việc đầy đặn làm sao được. Thế có phải là bác của chúng ta cái gì cũng lái về đạo đức hết? Đạo đức là đầu, làm đầy đặn tức là trách nhiệm với dân. Bây giờ ai cũng nhắc lại câu này để muốn khẳng định cái điều trách nhiệm với dân là một vấn đề đạo đức. Hay là có một lần, thế này mới lạ chứ, tự nhiên bác lại gọi điện về cho báo Nhân Dân. Báo Nhân Dân là cơ quan tư tưởng của Đảng, quan trọng lắm. Tổng biên tập báo Nhân Dân là hàm bộ trưởng đấy các bạn. Ít nhất là trong ủy viên trung ương, có khi trong ban bí thư hay bộ chính trị. Bác gọi điện về tổng biên tập để làm gì? Để đòi tiền. Bởi vì bác viết bao nhiêu bài mà chẳng trả tiền cho bác. Bác đòi tiền không? Hồn nhiên thế. Ta là trí thức, có khi ta muốn mà ta có dám nói đâu. Còn bác đòi thoải mái. Bác bảo cho bác gặp chú tổng biên tập. Tổng biên tập ra đầu dây nói thưa chuyện với bác. Bác hỏi ngay: thế chú quên bác rồi à? Bác viết cho các chú nhiều thế, hàng nghìn bài cơ mà các chú chẳng giả cho bác xu nào là thế nào? Thế là ta vội vàng xin lỗi bác: chúng cháu có lỗi quá, bác tha lỗi cho. Rồi thanh minh rất là thật thà: nhưng bác phải hiểu cho lòng chúng cháu, anh em chúng cháu ngày nào cũng dặn nhau bác Hồ của chúng mình vĩ đại lắm, bác không biết tiêu tiền đâu. Đấy. Thế là ta thần thánh hóa bác rồi, có để cho bác sống như chúng ta đâu. Bác cười, bác bảo: sao mà chú nghĩ lạ vậy? Ở đời ai cũng là người thường, có ai là thánh thần gì đâu. Bác cũng vậy, chú cũng vậy thôi. Thôi giả tiền cho bác đi. Đấy. Ta xem bác đòi tiền hồn nhiên thế không? Nhưng mà thật ra đây chỉ là một cái kịch bản thôi. Bác tạo ra một cái cớ để dạy chúng ta về đạo đức. Bác bảo là thôi, dù sao các chú cũng có lời xin lỗi bác thì bác cũng cho qua. Nhưng bác dặn các chú một câu: với dân các chú không được thế. Đấy mới là cái đích. Dân không được thế, bác mà các chú còn sơ suất thế thì dân các chú đối xử kiểu gì? Thế từ đó trở đi là các báo mới bảo nhau giả tiền cho bác. Ông Vũ Kỳ đi lĩnh chứ bác có cầm đâu. Rồi cô sau cũng cho hết đấy mà, cho không sót một đối tượng nào cả. Phụ nữ đây này, bác thương lắm.
báo cho bác những tin mà bà mẹ sinh ba sinh bốn ấy, bác gửi tiền, gửi đường, gửi sữa, quần áo cho cả mẹ lẫn con. Các cụ già thượng thọ bác đều có quà biếu. Bộ đội, công an, thanh niên xung phong, các cháu thiếu niên nhi đồng, tất cả trông vào tiền lương của bác chứ còn gì đâu. Bác cho hết mà. Cuối cùng còn có mấy đồng bạc, cả đời còn có mấy đồng bạc để đóng trong cái túi đó. Đấy, những chuyện như thế không bao giờ hết cả. Để chúng ta nhắc đến bác, để hiểu bác một con người có tình thương vĩ đại như thế nào. Thế bây giờ chúng ta lưu ý một sự kiện nữa. Năm nay trong các sự kiện kỷ niệm, các đồng chí có để ý là bao nhiêu năm Điện Biên Phủ không ạ? Là các thầy các cô dạy lịch sử, bao nhiêu năm chiến thắng Điện Biên Phủ? Chiến thắng Điện Biên Phủ là mùng 7 tháng 5 năm 54 nhé. Năm nay là 65 năm Điện Biên Phủ. 65 năm Điện Biên Phủ Việt Bắc ấy, gắn với tên tuổi của Bác Hồ, của Võ Nguyên Giáp, của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Và Điện Biên Phủ trên không ở Hà Nội năm 72, nó ném bom bằng B-52, nó định hủy diệt Hà Nội cơ mà. Đấy, thì nhắc nhở sự kiện Điện Biên Phủ này để ta nhắc chúng ta nhớ đến bác và đại tướng. Tôi kể mấy cái chi tiết này để thêm tư liệu cho các thầy các cô dạy sử nhé. Thật là cảm động. Bác lên đường rời bến cảng Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911. Lúc đó bác có 21 tuổi. 21 tuổi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc đó đã ra đời đâu? Chưa đẻ. Phải 2 tháng sau, đến ngày 25 tháng 8 năm 1911, đại tướng Võ Nguyên Giáp mới được sinh ra. Ông mới cất tiếng khóc chào đời bên bờ sông Nhật Lệ, Quảng Bình. Quê ở Quảng Bình, ở Lệ Thủy mà. Nhưng sau này đại tướng dặn chúng ta là ông mất thì đưa ông về quê Vũng Chùa Đảo Yến là thế. Không biết là các bạn đã đi thăm mộ đại tướng chưa? Nếu đi thăm rồi thì tốt, mà chưa đi thì phải đi nhé. Một con người rất có công với đảng, với dân ấy. Mà thương, đại tướng cũng là đồng nghiệp của chúng ta chứ. Ông là giáo sư sử học cơ mà, rồi mới thành đại tướng đấy chứ. Đấy, Võ Nguyên Giáp. Thế thì ngày bác rời bến cảng Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước thì đại tướng chưa ra đời. 2 tháng sau mới ra đời. Thế mà có ngờ đâu, ngày làm việc cuối cùng của bác trước khi mất lại trùng với ngày sinh của đại tướng. 25 tháng 8 năm 1969, ngày sinh nhật của đại tướng, thì là ngày làm việc cuối cùng của bác. Một tuần sau thì bác mất, đúng mùng 2 tháng 9. Và bác linh cảm như thế nào mà bác lại có lần gặp đại tướng Võ Nguyên Giáp, người bác rất yêu quý đấy. Bác bảo bác muốn mời chú và cả nhà chú, vợ con cháu chắt đông đủ ăn với bác một bữa cơm. Các lãnh tụ của chúng ta mà đến làm việc với bác rồi ở lại ăn cơm với bác cho bác vui là chuyện bình thường. Nhưng mà bác lại đích thân mời cả nhà đại tướng dùng một bữa cơm thì đủ hiểu bác yêu quý đại tướng đến thế nào. Bác dặn thế này mới cảm động chứ. Chú phải mời đủ hết cho bác. Trước hết là mời cô Hà cho bác. Cô Hà là vợ đại tướng, phu nhân giáo sư Đặng Bích Hà. Bà là một giáo sư dạy sử. Đồng chí nào học sử, đọc sư phạm thì đều biết cô Hà, Đặng Bích Hà. Đấy. Bà là con gái của giáo sư Đặng Thái Mai. Bà Đặng Thái Mai là người bác chọn làm bộ trưởng giáo dục đầu tiên. Đặng Thái Mai lại là con của nhà nho Đặng Nguyên Cẩn, nổi tiếng miền Trung, là bạn thân của bố bác, là cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Trong một cái tình thân như thế, bác mời cả nhà chú. Nhưng mà cái linh cảm của bác thế nào mà bác lại làm như thế? Đại tướng thì rất đúng giờ, vì ông là nhà chỉ huy quân sự rất đúng giờ. Thế mà sao bác mời cơm cả nhà thì lại đến muộn? Bác cứ chờ mãi. Rồi bác bảo chúng ta là thôi ăn dần đi, vừa ăn vừa đợi. Thế nào đại tướng cũng đến đấy. Có điều đại tướng chắc lại bận rồi, cứ ăn dần đi, vừa ăn vừa đợi. Quả nhiên bác linh cảm thế nào nó xảy ra đúng như thế. Vừa mới nói xong thì trước cửa phòng khách đông đủ hết mọi thành viên trong gia đình đại tướng.
Đại tướng đặt tên cho con cái toàn theo kỷ niệm kháng chiến cả. Võ Hòa Bình, Võ Điện Biên, Võ Hạnh Phúc, Võ Hồng Nam, toàn tên theo thời kỳ kháng chiến cả. Rất là cảm động. Bác còn thấy đại tướng bế một cháu bé trên tay không? Mà đại tướng đẹp lắm. Đại tướng rất đẹp các đồng chí. Đẹp đến mức mà gặp bác ở Côn Minh lần đầu khi còn trẻ, bác ôm chầm lấy cơ mà. Bác bảo trời, chú đẹp như con gái thế này. Thế mà sau này thành rõ dũng tướng đấy cơ. Bây giờ về già rồi lúc mất vẫn rất đẹp. Bác bảo vào cả đây ăn cơm với bác nào. Bác nói một câu rất âu yếm mà ta cứ tưởng bác phê bình. Bác bảo đại tướng của bác mà cũng đến muộn sao? Ông trả lời rất nhanh. Ông bảo thưa bác, quân chủ lực thì bao giờ cũng sẵn sàng, nhưng mà dân quân du kích tự vệ nó chậm lắm thì biết làm thế nào. Ý nói vợ con cháu chắt đấy các đồng chí. Ta thấy có đúng mà. Ta cứ nghiệm từ ra ra ta thấy ngay nhé. Tổ chức một chuyến đi chơi mời chờ được nhau hết cả hơi đấy, là thế đấy. Bác vui lắm. Bác rất vui ở chỗ là lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của chính mình, lấy hạnh phúc của gia đình khác làm hạnh phúc của chính mình. Bác cô đơn cả đời có ai đâu. Người như thế ta gọi là người rất cao thượng. Cao thượng, biết sống vì người khác là cao thượng. Bác gắp thức ăn cho tất cả như người cha chăm chút các con vậy. Mà tay bác cứ run lên. Bác nói là ăn nhiều vào cho bác, bác không ăn được đâu. Và bác nói một câu mà ai cũng muốn khóc. Lúc ăn được thì chẳng có cái mà ăn, bây giờ có cái ăn lại không ăn được nữa. Các cháu ăn thay cho bác. Lúc bác sắp mất ấy, mạch máu ở cổ nó giãn hết, nói năng rất đau đớn khó khăn. Nói câu nào là đau đớn câu đó. Mạch máu ở trong cuống họng còn đứt ra cả, chảy máu cả. Giáo sư hàng đầu về tai mũi họng ở Việt Nam là giáo sư Trần Hữu Tước, luôn luôn được trung ương gọi về để hàn các cái mạch máu trong cổ đã vỡ cho bác. Nên bác đau đớn lắm. Những ngày cuối cùng chỉ khóc là chính thôi, nước mắt cứ đầm đìa trên gối cả đấy. Thế thì ta mới nhớ ra cái sự kiện bác với đại tướng là như thế. Mà nó lại còn có một cái trùng hợp này với thiêng liêng chứ. Tại sao bác mất 9 giờ sáng nhưng đảng ta thông báo là mất 9 giờ 47 phút? Đấy là cộng cả giờ cấp cứu, giờ hồi sức. 6 bác sĩ trong tổ y tế đặc biệt thay nhau hồi sức cho bác mà tim bác không đập lại. Mà những ngày cuối cùng bác có ăn uống gì đâu. Nhật ký chữa bệnh cho bác còn ghi từng ngày một cái. Mỗi ngày 2 thìa sữa, 2 thìa cháo mà bác không nuốt nổi. Thương bác quá, bảo nhau đi nấu chè hạt sen, chắt lấy cái nước ấy, để xem bác có ăn được không, cũng không ăn được. Thế mà bây giờ để hồi sức liên tục 47 phút, xoa bóp trên ngực bác cái này, đau đớn lắm. Nhưng Thủ tướng Phạm Văn Đồng giàn giụa nước mắt mà nói, thôi, đừng làm nữa, không được đâu, càng làm càng đau đớn, để bác đi cho thanh thản. Thì bàn tay các thầy thuốc rời khỏi ngực bác, kim đồng hồ mới chỉ đúng 9 giờ 47 phút sáng, lấy giờ đó để thông báo. Chứ còn thật ra trên thực tế 9 giờ sáng tim bác đã ngừng đập rồi. Vậy bác tim bác ngừng đập vào đúng cái giờ khắc linh thiêng, vì 9 giờ là giờ viết di chúc. Năm nào cũng chỉ viết một lần, chữa một lần, từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng khép lại cho tất cả vào phong bì đưa ông Vũ Kỳ giữ. Bây giờ đảng ta mới in hàng triệu triệu bản thành sách đẹp như thế này chứ. Mong sao cho mỗi thầy mỗi cô giáo đều có một bản di chúc trong tay nhé. Ta về bảo tàng Hồ Chí Minh, nó có cái kỳ ốt bán di chúc đấy. Làm sao ai cũng phải có di chúc, học thật kỹ. Và chúng ta là nhà giáo, thương bác bao nhiêu thì phải nhanh chóng thuộc lòng di chúc bấy nhiêu, để dạy cho các em các cháu của chúng ta nó nên người. 1.000 từ này là cả một kho tàng vô giá về giá trị, về ý nghĩa, nhất là về đạo đức. Thì viết di chúc giờ nào đi giờ đó, có linh thiêng không?
Bác đọc tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình ngày mùng 2 tháng 9 năm 45 đấy. Thì sau 24 năm liền làm chủ tịch nước, bác cũng chút hơi thở cuối cùng đúng ngày quốc khánh. Thế là rất linh thiêng chứ. Còn đảng ta thông báo là mùng 3 tháng 9 thì đấy là lúc đầu thôi. Vì đảng cũng tang như gia đình, tang gia bối rối mà. Đau đớn quá, không muốn để dân buồn đau vì ngày lễ, ngày tang nó trùng nhau. Mà để tang bác một tuần liền cơ mà. Cho nên là lui lại một ngày. Nhưng mà sau khi bác mất được 20 năm, đảng nói lại. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ký một thông cáo đặc biệt giải thích rõ ngày giờ mất của bác. Và vì sao mà không đọc hết di chúc trong cái hôm truy điệu bác. Vì bác dặn bao nhiêu điều mà chiến tranh đang dữ dội như vậy chưa thể đọc hết được. Mà sâu xa ra chính là cái chỗ này này. Trong di chúc thì bác dặn là chôn bác đi. Thi hài tôi yêu cầu được đốt đi. Nói chữ là hỏa táng. Sau này có nhiều điện, điện táng nên trở thành phổ biến. Bác nói là chôn bác đi, nhưng đảng ta giữ bác lại. Thì những chỗ đó không thể đọc được. Và vì vậy mà mãi 20 năm sau mới có thể công bố hết tất cả ngày giờ mất của bác. Và tất cả các bản di chúc từng năm một của bác, đến bản cuối cùng là năm 69 đấy. Cho nên sau này ta phải dạy cho các cháu các em đấy, thật là kỹ lưỡng. Vì đảng đã có chỉ thị rồi, dạy về Bác Hồ từ mẫu giáo mầm non đến tận đại học cơ mà. Mà chắc là chúng ta trên này cũng triển khai cái môn này rồi. Nó có cái bộ sách giáo khoa cho lớp 2 đến lớp 12 cơ mà. Mỗi một tháng là dạy một giờ, gọi là giờ học về Hồ Chí Minh đấy. Thế thì 9 tháng trong năm học có 9 bài về Hồ Chí Minh. Chúng ta đã triển khai chưa? Nhưng mà tôi nói ngay nhé, để chúng ta rút kinh nghiệm này. Dạy như thế thì không thể làm cho học trò nó xúc động được đâu. Sách giáo khoa viết dở lắm, khô khan, cứng nhắc và không chạm được vào trái tim người học đâu. Nghệ thuật dạy học của chúng ta là mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của chúng ta phải chạm vào trái tim trẻ thơ thì mới có kết quả được. Đấy, thì nhân câu chuyện về bác, tôi nói thêm cái ý đó. Thế nếu bác mất vào 9 giờ là giờ viết di chúc mà lại thông báo là 9 giờ 47 phút thì đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng thế. Đúng 6 giờ tối thì ông ngừng, trái tim ông ngừng đập. 18 giờ tối mà đại tướng nằm điều trị trong bệnh viện quân đội trung ương kỷ lục đấy nhé, 1559 ngày đêm. Có cả một đội cận vệ phục vụ đại tướng cơ mà. Tổ chức sinh nhật lần thứ 103 cho đại tướng xong thì đại tướng kiệt sức, phải tiếp máu khẩn cấp. Bây giờ chọn ai là người tiếp máu? Thì chúng ta chọn một chiến sĩ tân binh trẻ tuổi có đủ điều kiện tiếp máu cho đại tướng, đem dòng máu thanh xuân để nuôi sự sống cho đại tướng thêm một ít ngày nữa. Nhưng mà rồi cuối cùng, theo quy luật của tạo hóa, đúng đến lúc phải ra đi, không ai ở mãi trên đời này được. Sinh lão bệnh tử là quy luật muôn đời. Thế thì khi mà đại tướng mất ấy, mất đúng 6 giờ tối, trong phòng bệnh âm mỹ tiếng gọi, tiếng khóc than, cứ bác Văn ơi, bác Văn, bác tỉnh lại đi bác Văn. Thì cái người chiến sĩ trẻ đó chạy thật nhanh đến bên giường bệnh đại tướng. Và anh làm một cử chỉ không ai bảo cả, mở máy điện thoại áp sát vào tai đại tướng. Cái bản nhạc Quảng Bình quê ta ơi nó vang lên. Và một lẽ kỳ diệu xảy ra, đại tướng mở mắt. Và ông nghe trọn bản nhạc Quảng Bình quê ta ơi, ông mới đi vĩnh viễn. Lúc đó kim đồng hồ chỉ 6 giờ 9 phút buổi tối. Ta báo ngay về cho Trung ương. Trung ương đang họp, chưa bế mạc. Mà hôm đó là hôm mà xảy ra cái sự kiện giàn khoan 981 của Trung Quốc xâm phạm Biển Đông của chúng ta. Trung ương quyết định mặc niệm đại tướng và quyết định ngay tổ chức quốc tang cho đại tướng.
Thì lẽ ra quốc tang chỉ dành cho tứ trụ triều đình thôi, tức là tổng bí thư, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội và thủ tướng thôi. Đại tướng mới là bộ trưởng quốc phòng và là phó thủ tướng. Mà sau này thì có thời kỳ đại tướng còn làm cả sinh đẻ có kế hoạch nữa không? Mà việc gì giao cũng làm. Đấy, cái nhân cách cao quý của đại tướng là việc gì giao cũng làm, không từ chối, miễn là vì dân vì nước. Đấy. Thậm chí có lần đại tướng trả lời nhà báo nước ngoài, đại tướng là nếu không có chiến tranh thì tôi vẫn là thầy giáo dạy sử thôi mà. Đấy. Thế và khi trở về quê hương ấy, đại tướng nói hồn nhiên thế này nhé: hết việc rồi thì tôi về nhà tôi. Thế thôi. Ở cái ngôi nhà của đại tướng ấy, ở chỗ Lệ Thủy, Quảng Bình ấy, còn vẫn còn cả cây khế hơn 100 tuổi đấy nhé. Cây khế mà ngày xưa đại tướng tuổi thơ trèo lên để học bài trên cây khế đó, còn nguyên hết. Đấy. Thế mà khi đại tướng mất ấy, hàng vạn bài thơ khóc thương đại tướng. Hay nhất là câu này, mà câu này lại tác giả là của một nhà giáo cơ: văn lo việc nước, văn thành võ, võ thấu lòng dân, võ hóa văn. Võ là họ, mà văn là bí danh Bác đặt cho, mà văn võ song toàn. Hay đến như thế. Thì chúng ta biết là giữa Bác với đại tướng có nhiều điểm trùng hợp linh thiêng lắm. Bác mất vào giờ viết di chúc, còn đại tướng mất vào cái giờ mà lúc sống đấy ông chỉ ngồi thiền, cứ thứ bảy hàng tuần ngồi thiền từ 6 giờ tối đến 7 giờ tối, giải một cái chiếu hoa trên sàn nhà ở ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, và một cái cốc nước lạnh, nước mát, một lọ hoa. Đại tướng ngồi thiền như một ông Phật, tóc bạc phơ như thế. Nhưng đại tướng nhân hậu lắm. Cho nên đại tướng, Bác Hồ đều là thầy giáo, đều là đồng nghiệp vĩ đại của chúng ta. Cho nên chúng ta phải chú trọng học cho được cái tấm gương của Bác Hồ, của đại tướng và các lãnh tụ khác, kể cả Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Thủ tướng Phạm Văn Đồng lại là một nhà giáo dục lỗi lạc. Các đồng chí có nhớ câu của Thủ tướng về dạy học không? Thủ tướng nói là dạy học là nghề cao quý nhất giữa những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất giữa những nghề sáng tạo. Nhà trường phải mẫu mực về kỷ cương, thầy ra thầy, trò ra trò, trường ra trường, lớp ra lớp. Dạy văn ấy là cả một quá trình rèn luyện toàn diện, chứ không chỉ có dạy chữ, dạy nghĩa đâu, dạy làm người. Đấy. Tất cả những lời của Thủ tướng Phạm Văn Đồng cả. Cho nên chúng ta hạnh phúc lắm vì có cả một di sản như thế của Bác Hồ và của những học trò kiệt xuất của Bác, thông cảm với nghề nghiệp cao quý của chúng ta. Các bạn nhớ một cái quy luật này nhé, chẳng mấy chốc lại đến ngày kỷ niệm nhà giáo đâu, nhưng nhân đây tôi nói luôn vì không có dịp nào gặp các bạn nhân ngày nhà giáo nữa. Không có hạnh phúc nào bằng nghề dạy học đâu, dù rất cực nhọc. Cực nhọc về tinh thần và tâm hồn, chứ được không phải chỉ có thể xác không đâu. Cái nghề này nếu không sáng tạo đấy thì nó sẽ trở thành một gánh nặng nhọc nhằn. Còn nếu biết sáng tạo, biết tài hoa đấy thì nó là một niềm vui. Nhất là các thầy các cô dạy văn nhé. Hãy nhớ là dạy văn là dạy tâm hồn. Làm sao mà để cho học trò nó nghe mình giảng đấy mà nó phải thốt lên như thế này này: lời thầy giảng khắc trong tim, thầy ơi như thể của chìm đời con. Thì dạy như thế mới thành công đấy. Đúng không? Thì chúng ta mới biết rằng cái nghề này đòi hỏi rất nhiều tài năng và sáng tạo. Các bạn nhớ một danh ngôn sư phạm nhé. Câu này đúng cho tất cả mọi người này, từ cô giáo mầm non đến tận vị giáo sư đại học nhé. Người thầy trung bình chỉ biết nói như sách giáo khoa, người thầy giỏi biết giải thích, tức là đi sâu vào bản chất sự vật, nâng trí tuệ thông minh của học trò lên. Người thầy lỗi lạc là người biết truyền cảm hứng. Thì chúng ta phải phấn đấu để đạt được cái trình độ đó. Những người thầy là người truyền cảm hứng, gieo niềm tin và tâm hồn trẻ thơ.
Ta có nhớ Nguyễn Khoa Điềm? Nguyễn Khoa Điềm là một nhà thơ nổi tiếng chứ, thời chiến tranh chống Mỹ đấy, ở miền Nam. Ông sau này là ủy viên Bộ Chính trị cơ mà. Cái bài thơ Mặt đường khát vọng đấy: máu con đỏ mà phấn thầy thì trắng, thầy có vẽ nổi tâm hồn con không? Đấy. Các bạn làm nghề dạy học cao quý như vậy thì phải luôn luôn lấy cái đó làm điểm tựa nhé. Điểm tựa để phấn đấu, để vượt qua những cái khó khăn, những cái nhọc nhằn, kể cả những cái điều chưa hài lòng, để mỗi một giờ giảng đứng trên bục giảng phải thực sự là những giờ truyền cảm hứng cho học trò về trí tuệ và về đạo đức. Mà được như thế đấy thì chúng ta tỏ ra xứng đáng với Bác nhiều nhất. Có nói bao nhiêu sự kiện về Bác cũng vẫn là không đủ. Nhân sự kiện 65 năm Điện Biên Phủ, tôi nhắc các bạn một chi tiết này. Mẹ chị gái của Bác, bà Nguyễn Thị Thanh, Bác họ Nguyễn mà, Bác là Nguyễn Sinh Cung, anh Bác là Nguyễn Sinh Khiêm, rồi Bác có bí danh là Nguyễn Tất Thành, anh là Nguyễn Tất Đạt. Chị gái cả của Bác là bà Nguyễn Thị Thanh, mà có một cái biệt danh rất đẹp là Nguyễn Thị Bạch Liên. Liên là hoa sen, Liên là hoa sen, Bạch Liên là bông sen trắng. Cho nên Bác đón chị, Bác lấy tên là Hồng Liên. Chị là một bông sen trắng, em là một đóa sen hồng, Hồng Liên, có thế thôi. Đấy. Chứ không có một chút riêng tư nào cả. Đấy. Bác dùng rất nhiều tên phụ nữ, nhưng duy nhất có cái từ Hồng Liên ấy là có xuất xứ như vậy là đón chị. Chứ còn tất cả tên nữ khác đấy đều là bí danh cả, đều là nghi binh cả thôi, che mắt kẻ thù. Chứ Bác không có một chút riêng tư nào đâu. Mà Bác lại hay thế này này, Bác đã chọn tên phụ nữ, Bác chọn toàn tên đẹp ấy. Thanh Lan, Thu Lan, Phong Lan, Diệu Hương, Tuyết Trinh, Hồng Liên, Thu Giang, toàn tên Bác cả đấy chứ. Dù Bác không có vợ có con thì chỉ có cái chữ Hồng Liên là có xuất xứ, là Bác gặp chị, Bác tiếp chị. Còn tất cả là nghi binh hết, không có chút riêng tư nào đâu. Lúc Bác mất, bao nhiêu vòng hoa trắng. Hoa trắng là tượng trưng cho sự trinh bạch. Đời Bác là thế cơ, không một chút riêng tư nào cả. Thì ta mới càng hiểu ra là cần phải biết thêm những người thân trong gia đình Bác, cuộc đời sự nghiệp của Bác, để cuối cùng chúng ta trở lại câu chuyện di chúc, kết tinh trong 1000 từ, nhất là những điều Bác dạy về giáo dục. Di chúc này có cả một đoạn nói về đổi mới giáo dục đấy các bạn, đọc kỹ sẽ thấy. Kể cả mô hình trường học nữa nhé, Bác tinh tế thế không? Trong gia đình Bác, Bác là người thọ nhất. Bác còn được 79 tuổi. Dù chúng ta muốn Bác ở mãi với đời cũng không được. Còn những người thân trong gia đình Bác mất sớm lắm. Mẹ Bác, bà Hoàng Thị Loan được có 33 tuổi. Lúc mồ côi mẹ, Bác có 10 tuổi đầu. Mà đau đớn cho Bác là lúc mẹ mất ấy, không có ai bên cạnh, có mỗi Bác và em nhỏ. Bác bế em nhỏ của Bác trên tay, tên là Nguyễn Sinh Nhuận. Nhưng mà không có sữa mẹ, ngày nào Bác cũng bế em sang hàng xóm để xin bú nhờ, xin nước cơm, nước cháo nuôi em, cho nên đặt tên nôm là Nguyễn Sinh Xin. Đấy. Nguyễn Sinh Xin là em út của Bác, chỉ sống được có 4 tháng tuổi. Lúc mẹ mất lại mất vào ngày giáp Tết, 22 tháng Chạp. 23 Tết ý, ông Công ông Táo đấy, Bác 10 tuổi đầu, chít khăn tang, nước mắt ròng ròng, bế em trên tay, đưa mẹ lên tận ngoại ô thành phố Huế, tít trên ngọn núi gọi là núi Tam Tầng để chôn. Mà nhờ hàng xóm láng giềng làm cho, chứ Bác biết làm thế nào. Bố Bác thì triều đình nó đẩy đi chấm thi tít tận núi rừng Thanh Hóa, mà cụ mang luôn cả con trai cả, tức là anh Bác đi cùng. Trong quê thì chị Bác ở lại để chăm sóc bà ngoại đang ốm nặng. Thế là trong hoàn cảnh đó, tang tóc mà Tết nhất đến nơi rồi, chỉ có Bác thôi. Mà tang lễ cho mẹ xong, em nhỏ khát sữa nhớ mẹ khóc cả đêm. Bác dỗ em không được, em không nín, Bác tủi thân khóc theo em.
mà sau này là chủ tịch nước rồi, bác kể cho chúng ta nghe chi tiết này, vừa kể vừa khóc. Cái ngày em mất ấy, phải tháo cánh cửa, lấy cái miếng gỗ bên trong, đóng cái áo quan nhỏ xíu, lót em trong tấm áo rách, cái sinh linh 4 tháng tuổi đi chôn. Đấy, gia đình bác là như vậy. Mẹ 33 tuổi, em nhỏ được có 4 tháng tuổi. Bà nội của bác còn ít hơn. Bà nội của bác tên là cụ Hà Thị Hy, người rất đẹp, nổi tiếng ở Nghệ An. Thế mà tài hoa thì bạc mệnh, cụ chỉ sống được có 32 tuổi. Anh trai bác ông Cả Khiêm được 62 tuổi, lại mất đúng năm chiến dịch biên giới năm 1950. Chị gái bác được 70 tuổi, mất đúng năm Điện Biên Phủ năm 54, bác đều đi vắng cả. Duy nhất chỉ có cái chết của mẹ, của em là bác trực tiếp chứng kiến thôi. Bố bác được 67 tuổi, cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc nằm lại ở một nơi xa xôi, cô độc, ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Mà cụ mất đúng vào năm bác thành lập đảng ở nước ngoài, có đau đớn. Mà cụ mất trong cô độc, không có một người thân nào bên cạnh, chỉ có dân làng thương cụ, coi cụ là ân nhân, làm tang cho cụ thôi. Đấy. Và nói đến bác Hồ, chúng ta đừng quên là bác của chúng ta trước khi rời bến cảng Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước, bác còn đến tận Bình Khê, Bình Định để chào tạm biệt cha, từ biệt cha. Vì bố bác làm quan phó bảng nhé, rồi quan chi huyện ở Bình Khê, Bình Định nhé. Mà cụ thanh liêm cương trực, mà cụ thương người, trên triều đình nó coi như chống lại triều đình, nó cách chức hết. Lúc bác về thăm cha để chào từ biệt thì có ngờ đâu đúng vào ngày đau đớn nhất của cha mình. Nó đang triệu hồi cụ về kinh đô Huế để trị tội. Trên cụ nói trong nước mắt thế này này: nước mất thì con hãy đi tìm nước, con tìm cha mà làm gì nữa. Cái cuộc gặp gỡ này được coi là cuộc chia tay lịch sử định mệnh. Hai cha con không bao giờ gặp lại nhau nữa. Trên có điều kiện này, tôi rất mong các thầy các cô, đặc biệt là các thầy các cô dạy về văn học, lịch sử, giáo dục công dân nhé, tức là khoa học xã hội, đọc đi đọc lại cái cuốn Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Cuốn này nói về cuộc chia tay ở bến Nhà Rồng, mà sách của nhà văn Sơn Tùng này phải có lời giới thiệu của Thủ tướng Phạm Văn Đồng thì mới in được. Vì thời bây giờ chưa đổi mới mà, còn bây giờ thì ta in đi in lại hàng vạn bản. Và cuốn thứ hai này của một nhà văn quân đội là Thiếu tướng Hồ Phương, trong cái tên sách là Cha và Con, viết về cuộc chia tay lịch sử bác và bố bác ở Bình Khê, Bình Định. Cái cuốn này cảm động ở chỗ lại do đích thân Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết lời giới thiệu. Thì các bạn đọc kỹ hai cuốn này để thương bác nhiều hơn. Trong đó nói hết đức hy sinh của bác và cái cuộc chia tay đẫm nước mắt giữa bác với cô Huệ. Thì gia đình bác nếu kể những người thân ta phải nói như vậy, nhưng mình không kể về cô Huệ sẽ là một thiếu sót. Vậy cô Huệ là ai? Cô Huệ kém bác 3 tuổi nhưng lại mất sau bác 11 năm. Để ta tính được tuổi thọ của cô nhé, năm sinh của cô nhé. Bác mất năm 69 mà 11 năm sau, năm 1980 cô Huệ mới mất. Lúc cô mất là đã giải phóng miền Nam rồi, giải phóng từ năm 75 cơ mà. Nếu ta không chót thần thánh hóa bác, biết đâu ta chả tìm được cô Huệ. Chỉ tiếc một điều là ta cứ thần thánh hóa bác, chúng ta không để tâm nghiên cứu, ta cũng không có cho phổ biến cái gì cả. Vì ta nghĩ rằng là thần thánh tức là khác người, phi thường, không có chuyện trai gái, nó xác thịt, nó mất thiêng đi. Mà khổ cho bác, chỉ có mối tình trong tim thôi, chứ có lấy nhau đâu, có ăn ở với nhau đâu, có là vợ là chồng đâu, chỉ trong tim thôi. Mà tên là Huệ là cao quý lắm đấy. Bông hoa Huệ là một bông hoa thờ,
Tên là Huệ và mối tình của bác với cô Huệ là một mối tình thánh thiện. Đấy. Cô Huệ cũng là con nhà quan đấy chứ, có phải nhà nghèo đâu. Bố bác cũng là con, bố của bác cũng là nhà quan, quan phó bảng ở bộ lễ. Bộ lễ tức là bộ giáo dục đấy, bộ văn hóa. Cố bố cô Huệ tên là gì? Bố cô Huệ tên là Lê Quang Hưng. Cô là Lê Thị Huệ mà. Bố cô Huệ làm quan ở Bộ Công. Bộ Công tức là Bộ Kinh tế đấy. Hai ông quan này đều rất cương trực thanh liêm. Triều đình nó có tín nhiệm đâu. Nó ghét bỏ, nó cách chức hết. Bố bác thì trôi giạt tít vào tận đồn điền cao su Lộc Ninh, rồi về đồng Cao Lãnh Đồng Tháp dạy học, bốc thuốc chữa bệnh cho dân, sống ẩn dật với dân làng. Lúc chết trong cô độc chỉ có dân làm tang thôi. Còn bố cô Huệ cuối cùng là một ông già hát sẩm trong một xóm thợ nghèo ở Sài Gòn gần bến cảng Nhà Rồng. Chuyện cô Huệ mới tiễn bác đi đấy. Mà hôm tiễn bác đi đấy, bố cô Huệ rất yêu quý bác, như coi như chàng rể tương lai đấy. Rất yêu quý bác, dặn con gái mình như thế này này: con ra chợ chọn gạo ngon mà mua, mua thịt nạc và nước mắm ngon về rim lên và nắm cơm cho anh con đi ăn đường. Và cô Huệ cứ cầm cái mo cau nắm cơm tiễn bác đi ở bến cảng Nhà Rồng. Hỏi bác một câu: anh ba có còn dặn em điều gì nữa không? Ba tức là Văn Ba, tên bác trong cái thẻ làm công trên tàu đấy. Bác trả lời thế nào: chuyến đi này rất xa và rất lâu, không hẹn trước được ngày về. Tôi không nỡ làm khổ Út Huệ, tôi chỉ cầu mong Út Huệ được bình yên, mạnh giỏi, rồi có hạnh phúc mà thôi. Mối tình vừa mới chớm nở, không có ràng buộc gì nhau cả. Cô Huệ càng khóc, và bỗng nhiên cô cầm chặt tay lấy bác, mà cô nói một câu đầy đau đớn: nếu còn sống mà trở về thì hãy cố mà tìm nhau. Tiễn bác đi mà nói như vậy, nó như một cái định mệnh có sẵn vậy. Cuối cùng quả nhiên chỉ vì nghe tin bác mất mà cô bỏ đi tu. Mà cuối đời bác nghe tin cô Huệ đi tu, bác khóc. Đau đớn cho cô ở chỗ là không phải bác mất thật, mà đây là cái tin giả nó đăng trên báo đấy. Nhân cái vụ án Hồng Kông đấy, vụ án ở Quảng Tây Trung Quốc đấy, nó cứ nói là Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc chết trong tù rồi. Cái tin ấy lại đến tai cô Huệ, cô tưởng thật cô đi tu luôn. Không còn bác thì với cô là vô nghĩa. Cho nên đến khi mà ta gặp được cô Huệ nhé, ta gặp cô Huệ ta hỏi một câu như thế này này: thời trẻ cô rất xinh đẹp, vậy mà sao cô không có gia đình riêng? Cô Huệ đẹp lắm, hiền hậu như mẹ Hoàng Thị Loan của bác vậy. Thì cô Huệ là một cử chỉ giống hệt bác nhé. Cô đặt tay lên ngực nơi có trái tim, cô bảo: trong tim tôi chỉ có một Tất Thành thôi. Tất Thành là bác đấy. Không gặp được nhau thì tôi sẽ vào chùa. Rồi cô vào chùa thật, nó như định mệnh vậy. Thế mà đặc biệt nữa, khi tiễn bác đi như vậy mà cô nói như vậy thì còi tàu cứ rục rã liên hồi. Bác vội vàng đặt vào tay cô Huệ một cái gói nhỏ rồi bước lên tàu. Mà sau đó 30 năm mới trở lại. Cái gói nhỏ đó là kỷ vật, một miếng lụa màu hồng, bọc bên trong là chiếc lược chải tóc. Bác nói là chiếc lược này khi còn sống mẹ anh đã từng chải tóc. Bây giờ mẹ mất rồi, anh đi xa, anh trao gửi lại cho em. Mối tình thánh thiện thế cơ mà. Và cô Huệ khóc, và cô Huệ đã chải tóc trên chiếc lược đó những năm tháng dài chờ đợi bác. Không yêu ai, không nhận lời với ai, chỉ chờ bác thôi. Mà cuối cùng thì cô đi tu. Còn với bác đấy, đến tận phút chót vẫn hỏi tin cô Huệ. Thế và khi cô đi tu thì ở Việt Nam có một người đặc biệt đã gặp được cô Huệ. Các đồng chí có biết người gặp cô Huệ là ai không ạ? Người gặp cô Huệ là một người rất quen biết với chúng ta, mà chúng ta rất ngưỡng mộ. Nhà văn Sơn Tùng ấy,
Ông là thương binh loại 1, còn có 3 ngón tay đấy. 3 ngón tay. Mà ông kẹp bút vào, ông viết hàng nghìn trang sách về Bác. Ông lại có một cái cơ duyên là cùng quê với Bác. Bác thì ở Nam Đàn, ông ở Diễn Châu. Ông cả Khiêm là anh Bác, bà Thanh chị gái Bác đã kể hết cho Sơn Tùng nghe về Bác rồi. Cho nên có tư liệu mà viết. Nhất là mối tình với cô Huệ. Ông cả Khiêm còn dặn Sơn Tùng là Bác nói vậy để cháu biết thôi, cháu đừng đăng gì trên báo cả. Thế cơ mà. Cho nên sau này ta còn phải tiếp tục nghiên cứu bao nhiêu tư liệu về Bác ta đã biết đâu. Mới chỉ biết đến thế thôi. Đặc biệt nữa này, khi mà gặp được cô Huệ phải công phu lắm, chắp mối các địa chỉ tìm về chỗ cô đi tu để gặp cô. Gặp được cô lại từ chối không tiếp. Đã đi tu là không tiếp ai nữa, coi như hóa giải, giải thoát. Đến lúc Sơn Tùng phải khóc và rút trong túi ra một tấm ảnh nhỏ chụp chung với Bác ở Việt Bắc. Vì ông là nhà báo mà, đi mặt trận thì có dịp chụp ảnh với Bác. Để cô xem, cô khóc rồi cô mới tiếp. Cô bảo thế này nhé: sở dĩ tôi từ chối không tiếp lúc đầu, không chỉ với ông mà bất cứ ai cũng vậy, vì tôi không muốn người đời đàm tiếu, cho rằng tôi núp dưới bóng vĩ đại của cụ Hồ. Người như thế là tự trọng lắm đấy. Trước đây là anh em, bè bạn, là người yêu, nhưng bây giờ Bác là vĩ nhân, cũng lùi ra xa để tránh tiếng. Người như thế là người rất tự trọng chứ. Đấy. Còn bây giờ đã hiểu nhau rồi thì tôi tiếp ông, tôi kể hết cho ông nghe, nhưng tôi cấm ông nói gì về tôi trên báo chí, chừng nào tôi còn sống. Nhà văn phải hứa, phải thề và giữ đúng lời hứa với cô. Sau khi cô mất năm 1980 thì mới bắt đầu viết Búp Sen Xanh và công bố dần các tư liệu. Người như thế đã được nhà nước phong tặng anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Nhà văn Sơn Tùng 65 năm tuổi đảng, 90 mấy tuổi đời rồi, nhưng mà đau đớn cho nhà văn là ông nằm hôn mê trên giường bệnh suốt 10 năm nay chưa đi được. Thế là tiểu thuyết Bông Huệ Trắng đành bỏ dở dang hết, ngổn ngang bản thảo. Trên mỗi lần mà đến thăm nhà văn Sơn Tùng này, tôi đều dặn con trai của nhà văn, anh Bùi Sơn Định. Bùi Sơn Định là con trai nhà văn mà cũng hơn 65 tuổi, để giữ thật kỹ những bản thảo này, rồi sau này sắp xếp phân loại ra, rồi viết, coi như có thể nối nghiệp bố được, để cho bạn đọc biết thêm những chi tiết càng tốt càng quý. Mà nhà văn hiện nay sống ở đâu? Sống ở Hà Nội, trong cái ngõ chợ Khâm Thiên các bạn, trong một căn phòng nóng nực như một cái lò than, có 8 mét vuông. Đến mức mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng ôm lấy mà khóc, bảo tôi không ngờ anh có thể làm việc được như vậy. Và nhà văn Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Thủ tướng quyết định tặng nhà văn cả một căn hộ để tạo điều kiện cho nhà văn sống và làm việc. Sơn Tùng từ chối đấy, cao thượng thế, từ chối. Bảo tôi ghi nhận tấm lòng vàng của Thủ tướng dành cho tôi, nhưng Thủ tướng cho phép tôi được từ chối. Nếu tôi nhận căn hộ này sẽ mang tiếng cho Thủ tướng là thiên vị, và tôi cũng mang tiếng là viết về Bác Hồ để lấy căn hộ. Đấy, ta xem ở đời có những con người cao thủy quý như thế, mà chúng ta là nhà giáo nhé, phải biết hết những tấm gương bình dị và cao quý đó để truyền tải cho các cháu. Thế kể lại câu chuyện nhà văn Sơn Tùng gặp cô Huệ trong cái chỗ đi tu. Cô đi tu ở đâu? Cô phiêu bạt vào tận miền đất đỏ Bà Rịa Vũng Tàu, quê hương của anh hùng Võ Thị Sáu, để tu. Cái địa điểm đó là Cảng Thị Vải, núi Thị Vải, và trên núi có một ngôi chùa nhỏ là chùa Thị Vải.
các đồng chí có thể về để hồi tưởng một cái không gian nơi có tình yêu của cô với bác, chứ còn không tìm được mộ đâu. Cô mất đến nay là 39 năm rồi, gần 40 năm rồi, không tìm thấy mộ đâu. Và đấy là điều ta cũng đau đớn, bởi vì bác hỏi tin cô Huệ. Thế thì lúc mà tiếp nhà văn Xuân Tùng, cô Huệ kể hết cho chúng ta nghe, ta mới biết đấy chứ. Hóa ra chính cô là người đã dẫn đường cho chị gái bác là bà Thanh ấy, lặn lội vào tận Cao Lãnh để tìm mộ cha. Tang lễ xong rồi mới vào đến nơi, tìm mộ cha để thắp hương cho cha rồi ngồi khóc. Khóc cho thân phận gái của mình và khóc thay cho cả hai em, ông cả Khiêm và bác Hồ. Là thế. Thế tại sao khi bác mất, ta lại tìm thấy trên tủ sách của bác một cái hộp gỗ nhỏ bóc bông sơn rồi. Mở ra thì có hai tấm ảnh. Tấm ảnh thứ nhất là mẹ bác, bà Hoàng Thị Loan đã ố vàng theo thời gian, mà bác gìn giữ như thế đấy. Ở Pháp bác còn trực tiếp làm dỗ mẹ lần thứ 20 cơ mà. Đạo hiếu của bác là như thế chứ. Chỗ này phải dạy cho học trò về tình thương yêu cha mẹ anh em. Và một tấm ảnh nữa là ảnh ngôi mộ của bố bác ở Cao Lãnh, Đồng Tháp, mà chưa một lần bác đến. Tại sao lại có ảnh? Hóa ra là cán bộ miền Nam đi tập kết, đến đó chụp ảnh vội vàng mang ra Bắc tìm cách chuyển cho bác, mà bác gìn giữ như thế. Thì đấy là những điều chúng ta biết về bác và cô Huệ. Cô Huệ hỏi nhà văn Sơn Tùng như này nhé: các ông ở với cụ Hồ có bao giờ nghe thấy cụ nhắc đến tôi không? Đi tu gì đấy các đồng chí mà vẫn hỏi như thế. Có bao giờ nghe thấy cụ Hồ nói về tình yêu không? Thì quả thật đây là một mối tình sâu nặng không gì quên được đâu. Đúng như Nguyễn Du đã viết trong chuyện Kiều đấy: dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Cái cuộn sen bẻ xuống tơ nó có rơi đâu. Đấy, mối tình là thế. Ta thương cô mà không dám kể đâu, kể chỉ sợ cô tủi thân cô bỏ đi mất. Chỉ nói một câu rất tượng trưng thôi: thưa O, bác Hồ thương O lắm. Bác Hồ bao giờ cũng nói miền Nam trong trái tim tôi. Trong trái tim mênh mông của bác có chỗ cho tất cả mọi người, nhất là O trong đó. Nói thế thì rất hay rồi, nhưng có đúng ý cô đâu. Cô lắc đầu, cô bảo không, tôi muốn hỏi là cụ Hồ có nhắc đến tên tôi không? Có bao giờ kể cho con nghe về tình yêu không? Thì ta biết là cô sẵn sàng nghe chuyện ta mới kể. Hóa ra bác hỏi những nhà lãnh đạo rất cao của Đảng và Nhà nước, không phải hỏi chúng ta đâu. Những người biết rõ cái câu chuyện này, bác hỏi ông Ung Văn Khiêm, đã từng là Bộ trưởng Ngoại giao, trưởng ban đối ngoại của Trung ương Đảng. Hỏi ông Bùi Công Trừng ở trong Trung ương Đảng là: các chú có biết tin tức gì về cô Huệ không? Kể cho bác nghe. Ta cứ giấu bác, nếu bác không hỏi không bao giờ ta kể cả. Bây giờ bác hỏi đến như thế rồi mà ta chỉ nói có một câu thôi: thưa bác, không biết gì nhiều lắm đâu, nhưng có điều chắc chắn là cô Huệ đã đi tu rồi bác ạ. Thế rõ ràng ta biết chứ. Ta biết mà bác không hỏi ta không nói. Bây giờ nói cho bác khóc. Đêm khuya bác dằn vặt không ngủ. Ông Vũ Kỳ vào phòng tắt đèn cho bác, vặn nhỏ cái đài ở đầu giường cho bác, mà bác còn gọi lại cơ mà: vặn lại đài cho bác đi, bác đang ngủ đâu, bác đang nghe tin. Câu này mới xót xa này: ở nhà các chú còn nghe được tiếng vợ tiếng con, ở đây bác chỉ có tiếng đài làm bạn thôi, vặn cho bác. Ta mới thấu hiểu hết bác cô đơn như thế nào chứ. Cái năm cuối cùng ấy, bác nghĩ thế nào mà bác cho những người giúp việc về nhà hết các đồng chí? Bác chỉ giữ có một người thôi, cái người lái xe cho bác. Bác chiều 30 Tết bác tặng quà, mà ngày xưa thời bao cấp quà Tết là cái gì đâu, một hộp mứt, một bao chè, một gói bánh, một bao thuốc, thế thôi. Bác nói là năm mới bác
chúc chú mạnh khỏe, tiến bộ nữa, tiến bộ mãi. Sau đó bác bảo thế này nhé, sáng mai chú nhớ dậy sớm. Sáng mai là mùng 1 Tết đấy. Chú nhớ dậy sớm, nhớ lên sông nhà cho bác. Bác không có vợ có con, ở cái nhà sàn cũng như nhà công vụ thế chứ, mà bác vẫn có ý niệm về một gia đình, chú lên sông nhà cho bác. Thì đủ hiểu bác cũng có nhu cầu một cuộc sống riêng, và bác đau đớn cô đơn đến như thế nào. Đặc biệt nữa này, có lần bác tâm sự với chúng ta là suốt đời bác mang trong tim hình ảnh một người con gái, cô Huệ đấy, mà ta vô ý quá, ta có để ý đâu. Bác là chủ tịch nước, bác còn hóa trang đi ra tận chợ Đồng Xuân, là cái chợ lớn nhất của Hà Nội, tìm mua một bó hoa Huệ về thắp hương cho mẹ. Ta cũng có hiểu đâu. Bác trồng một khóm hoa Huệ trong vườn bác đấy, và bác tặng hoa cho các cháu gái vào biểu diễn văn nghệ cho Trung ương xem đấy. Bao giờ cũng tặng các cháu một bông hồng đỏ hay một bông Huệ trắng. Tình cảm bác sâu nặng đến thế cơ mà. Cho nên bác hỏi là các chú có biết tin tức gì về cô Huệ không? Ta kể cho cô Huệ nghe, cô Huệ khóc. Thì thấy cái mối tình này cảm động đến như thế nào. Mà chỉ có trong trái tim thôi, chứ có trong cuộc đời nó có lấy nhau đâu. Đời bác suốt đời cô đơn, cô Huệ cũng thế, mọi người thân trong gia đình bác cũng thế. Hóa ra gia đình bác không ai có hạnh phúc. Mẹ thì chết trẻ bên bờ sông Hương, bố nằm cô độc bên bờ sông Tiền. Anh không vợ không con, chị không chồng không con, em nhỏ mới có 4 tháng tuổi đã chết, còn bác cô đơn đến tận cùng. Cô Huệ thì bỏ đi tu. Đấy, ta cứ nhớ những sự kiện đó, để ta thương bác bao nhiêu cũng vẫn là không đủ. Nhất là chúng ta là nhà giáo, những người mà luôn luôn có cái ưu thế về việc cảm xúc và tâm hồn, để truyền cho các cháu nhỏ những tình cảm như thế. Bây giờ ta nói về cái bản di chúc.